những mối tình ngang qua đời và thân thế đứa con rơi của ông Ngô Đình Diệm. Những nhân vật lịch sử luôn thu hút sự quan tâm của hậu thế về thông tin đời tư của họ, đặc biệt là cái chuyện tình ái. Về phần ông Ngô Đình Diệm, cho tới nay vẫn có rất nhiều tư liệu khác nhau bàn về thông tin đời tư của nhân vật này. Nhiều người thắc mắc, một người vốn rất là đỗi kín tiếng như ông Diệm thì chuyện yêu đương hay con cái sẽ ra sao? Có tin đồn rằng ông Diệm rất là sợ đàn bà, người thì lại nói ông có một đứa con rơi ở Hậu Giang. Vậy số phận đứa con này thế nào? Hãy cùng Tagawai tìm hiểu ngay sau đây. Ít ai biết rằng, ông Diệm từng rất khao khát muốn trở thành một linh mục. Theo đó thì Ngô Đình Diệm sinh ngày 21 tháng 7 năm 1897 tại làng Đại Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình. Nhưng mà còn có nhiều nguồn tin khác cho rằng Diệm được rửa tội tại nhà thờ Phú Cam, tên bổn mạng là Joan Bautista, sinh ngày 3 tháng 1 năm 1901 do mê thuyền, tức là ông Hưởng Thuyền, một người thuộc hoàng phái đỡ đầu. Đến năm 1918, Diệm học tại Huế, trường Pellerin, là trường dòng của công giáo. Lúc này Diệm đã 17 tuổi, cái tuổi bắt đầu lớn, cũng đã bắt đầu biết yêu. Thời gian này thì ông Diệm cũng có một mối tình. Chuyện là ông tri phủ Ngoa Thế Cầu làm quan thời Bảo Đại, từng là bạn thời nhỏ của Diệm. Một lần vào cuối trung học, cậu ấm Diệm cùng với một bạn trai ra chân cầu Bạch Hổ đứng hóng mát. Diệm mới tâm sự với bạn. Do đã tự hứa với mình là không bao giờ để cái chuyện yêu đương tình ái lằng nhằng trong tâm trí mà dồn tất cả vào việc học. Hai anh tôi là Ngô Đình Khôi và Ngô Đình Thục, lần nào về thăm cũng dặn dò kỹ lưỡng. Dòng họ Ngô Đình ta có gốc tích ở Phúc Thọ, Sơn Tây, sau lưu lạc vào Quảng Bình. Vậy nên lúc nào cũng không được thua kém các dòng họ khác. Các anh bảo tôi phải cố gắng học hành để có một tương lai tươi sáng. Thầy đã làm nên quan thượng thư đầu triều, lẽ nào anh em mình không nối bước được chí khí vinh quang và sự nghiệp của thầy. Diệm còn kể tiếp, chính nhờ vào những lời giáo huấn này mà cả hai năm Premier Anne cũng như Decime Anne tôi đã đứng nhất ở trường Pellerin. Thú thật là nếu anh Thục không đi tu thì tôi cũng sẽ là vị linh mục đầu tiên của dòng họ Ngô Đình. Nói đoạn thì ông Diệm mới trầm ngâm. Từ khi 12-13 tuổi, tôi đã mơ ước được hiến đời mình để phụng sự Chúa, nhưng mà anh Thục đã nhận lãnh vinh dự và thầy tôi cũng không muốn trong gia đình có đến hai người đi tu để quên phận kẻ sĩ. 2. Dẫu vậy thì như đã nói, tình yêu là một thứ khi nó đến không thể ngăn cản, và tiểu thư Trang Đài chính là mối tình đầu thầm kín, trước sau ông Diệm vẫn luôn cố giấu kín như bưng. Về tình yêu thì ông Diệm chỉ dám tâm sự với người bạn thân của mình. Không hiểu là tôi gặp người con gái ấy có phải do thánh ý hay không. Một buổi chiều vừa đạp xe tới trước cửa nhà, từ phía nhà thờ Phú Cam, gia đình của quan thượng họ Nguyễn cũng vừa xem lễ chiều xong. Quan thượng Nguyễn với thầy tôi là chỗ đồng học khi xưa ở Penang và là bằng hữu, nên khi quan thượng Nguyễn gặp tôi là nhận ra ngay. Sau đó ngài giới thiệu tôi với bà thượng và mấy người con. Trong số đó có người con gái út là tiểu thư Trang Đài. Nàng đẹp tuyệt vời, khuôn mặt tỏa ra vẻ thánh thiện. Tôi đánh bạo mời quan thượng và gia quyến vào thăm nhà, nhưng mà ngài viện cớ phải về gấp. Cả hai ông bà đều gửi lời hỏi thăm thầy mẹ tôi, còn nàng thì e thẹn cúi đầu lễ phép chào tôi. Khi họ đi rồi, tôi mới dám lặng lặng nhìn theo. Tối hôm đó, tôi có mang cuộc gặp gỡ này trình với thầy mẹ và cũng nói cho thầy mẹ biết tôi đã thay mặt gia đình mời họ vào nhà xây nước. Thầy tôi thì không nói gì, còn mẹ tôi của trách. Lần sau con không được thay mặt gia đình mời ông Thượng Nguyễn vào nhà, mà chỉ nên lễ phép chào hỏi rồi kiếu từ liền. Tôi nghe trong giọng nói của mẹ không được vui và có cái điều khác lạ. Tôi nghĩ có lẽ đều là quan quyền cả. Thầy tôi làm đến quan thượng thư nhưng mà đã treo ấn từ quan lâu rồi. Cảnh nhà lại thanh bần. Còn quan thượng Nguyễn vẫn còn tại chức và lại họ giàu có nên thầy mẹ tôi không muốn giao thiệp chăng? Hay là trong quá khứ họ Ngô Đình và họ Nguyễn có điều gì không hay? Tôi phân vân mà không dám hỏi. Mấy ngày sau vào sáng chủ nhật, tôi vừa lên được mấy bậc tam cấp nhà thờ Phú Cam, thì thật bất ngờ tôi lại gặp Trang Đài cũng vào nhà thờ xem lễ. Từ thất của quan thượng Nguyễn ở bên An Cựu, lẽ ra nàng phải đi lễ nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế. Khi nhìn thấy Trang Đài, tôi bối rối và nghĩ có nên chào nàng cho phải phép hay không. Giữa lúc chưa quyết định chào hay không thì nàng đã lễ phép cúi đầu chào tôi trước. Xong lễ, chúng tôi gặp nhau trước sân nhà thờ. Lần này tôi đánh bạo chào hỏi nàng trước. Không giống như nhiều tiểu thư khác ở cái đất thần kinh, cung cách đối xử của nàng không e lệ hoặc là kinh kiệu quá đáng.
tất cả những lời nói, cử chỉ của nàng hòa nhã và khiêm nghị. Cứ thế hàng tuần vào sáng chủ nhật, chúng tôi lại gặp nhau và không còn rụt rè, ngần ngại nữa mà tỏ ra rất là tự nhiên. Có khi hai chúng tôi chuyện trò, gia quyến nhà họ Thượng Nguyễn cũng nhìn thấy. Các cụ chỉ gật đầu và tôi cúi đầu chào lại và họ không nói gì, ra xe về trước. Còn gia đình tôi cũng chẳng có ý kiến gì khi nhìn thấy chúng tôi. Học hết trung học, tôi được gia đình cho ra miền Bắc học, nên tôi và Trang Đài chưa nói với nhau chuyện yêu đương. Nhưng trong ánh mắt, chúng tôi đã có cái gì quý mến nhau. Khi gặp Trang Đài lần cuối, chúng tôi không thể non hẹn biển gì cả. Tôi chỉ ngỏ lời tạm biệt nàng và hẹn khi nào học xong có dịp về Huế thì sẽ tới thăm nàng. Dù vậy, sau khi Ngô Đình Diệm ra Hà Nội học và ra trường đi làm việc, lúc này Trang Đài đã đi tù trong một dòng kín ở Sài Gòn. Vậy ra đó chính là mối tình đầu thầm kín của Diệm, một mối tình mà người trong cuộc không dám nói ra, chỉ biết lặng lẽ ngoái nhìn theo để rồi ôm trong lòng sự tiếc nuối. Ba, thực hư chuyện ông Diệm sợ đàn bà con gái và giới tính thực sự. Theo đó thì mãi sau mối tình với tiểu thư Trang Đài, còn một chuyện tình khác của Diệm được ông Phạm Văn Nhu. Ông Nhu là bạn học thời nhỏ của Diệm, sau thì làm giáo sư và làm dân biểu thời đệ nhất Cộng Hòa, rồi giữ chức chủ tịch quốc hội chế độ nhà Ngô. Ông này có kể lại như sau. Thời nhỏ, ông và Diệm thường tắm chuồng ở sông An Cửu. Ông thấy Diệm cũng bình thường như mọi thanh niên khác, không hề bị dị tật về cơ thể. Nhưng năm đó khi cả hai 19 tuổi, còn là sinh viên trường hậu bổ, và một buổi sáng mùa hè, Diệm đang ngồi đọc sách tại nhà bà Cả Lễ thì có mấy cô gái Huế đến chơi. Bấy giờ vào buổi tân thời nên các cô rất là dạn dĩ chọc ghẹo và có những câu nói ong bướm với cậu ấm Diệm. Diệm liền nổi nóng mà la mắng. Con gái gì mà hư thân chắc nết như dứa. Từ đó vùng Phú Cam các cô gái dỉ tai nhau phê bình. Cậu Diệm sợ đàn bà con gái. Lúc ấy thì không ai rõ thực hư ra sao, chỉ biết rằng khi trở thành tri phủ Hòa Đa, Tuần Vũ, Bình Thuận, ông Diệm vẫn chỉ sống độc thân, dù rất nhiều gia đình quan lại danh giá đánh tiếng gả con gái cho ông. Vào năm 1948, khi Diệm đã ở tuổi ngũ tuần, giới thân cận của ông không ai nghe ông nói tới đàn bà con gái. Chính vì vậy mà trong giao tiếp mọi người chỉ toàn nói về cái chuyện tu hành, đạo đức thánh thiện và không ai dám đề cập đến chuyện tình cảm riêng của Diệm. 4. Về người con rơi của Ngô Đình Diệm. Năm 1989, tướng Trần Văn Đôn có viết trong hồi ký mang tựa Việt Nam Nhân Chứng được in tại Mỹ. Theo đó, lần đầu tiên có tin tiết lộ về đứa con trai Ngô Đình Diệm từ các nhân chứng như bà Hoàng Tỷ. Chồng bà là giám đốc một trường trung học ở Sài Gòn. Lúc Ngô Đình Diệm còn làm tuần vũ ở Phan Thiết, thường lui tới gia đình bà cựu trung tá tỉnh trưởng Bình Thuận. Là ông Nguyễn Quốc Hoàng và Lưu Bá Trâm, Anthony Lê Căng Đảm, giám học trường chồng bà Hoàng Tỷ. Cụ thể là vào sáng ngày 3 tháng 11 năm 1963, ông Trần Văn Đôn sai ông Lê Trọng Văn soạn cho lính và dọn dẹp và góp nhặt tất cả giấy tờ, tài liệu trong dinh Gia Long. Vì ông Võ Văn Hải, chánh văn phòng đặc biệt của Diệm, cho biết là trong dinh Gia Long có nhiều tài liệu mật, không nên để lọt vào tay ai. Bất ngờ thay trong số tài liệu này lại cho biết là Ngô Đình Diệm có một đứa con trai. Sau đảo chính thì ông Võ Văn Hải có giao cho ông Trần Văn Đôn một số tài liệu để cất giữ và dặn rằng phải giữ cho kỹ. Một hôm thì ông Đôn nhận được hồ sơ do sĩ quan cấp dưới giao. Trong đó có hình một người đàn bà, đứng bên cạnh là đứa con trai khoảng 13-14 tuổi. Lại có một bức thư kèm theo nói rằng đứa bé trong hình là con của Ngô Đình Diệm. Được biết là người đàn bà trong hình quê Hậu Giang, con gái một gia đình trí thức. Khi mà Diệm xuống thăm anh trai Ngô Đình Thục ở Vĩnh Long thì hai người có quen nhau. Sau đó Diệm làm tổng thống, gia đình họ Ngô muốn giữ tiếng tăm cho Diệm nên người đàn bà ấy đã không dám tiết lộ với ai về đứa con trai giữa bà và Ngô Đình Diệm. Đến khi bà tá túc tại nhà bà đốc Hoàng Tỷ, bà mới nhờ bà đốc giao thư và hình đến tận tay cho Ngô Đình Diệm. Nhưng bà Hoàng Tử lại không đi mà nhờ em gái của mình. Lá thư này đã đến tay Ngô Đình Diệm gần một tuần lễ mà không thấy tin tức gì. Người đàn bà ấy đành dắt đứa con trai về Hậu Giang sống âm thầm với kỷ niệm đau thương. Đến năm 1964, từng có tin tức về người con trai của Diệm và được biết anh ta chỉ là một người lính bình thường trong quân đội của chế độ Sài Gòn. Và nếu chủ đề lịch sử vô cùng thu hút anh em, kính mời các bạn đón xem tiếp video.
số phận của 8 tướng lĩnh Chopu của Việt Nam Cộng Hòa sau năm 1975 đang được hiện ra màn hình ngay bên cạnh đây. Hãy nhấn vào và xem ngay lập tức nhé các bạn ơi!